chương 4591, từng người nhân sinh. Thời gian trôi đi, Vương Tiên cùng một chúng nữ sinh, mỗi ngày ở nước lũ khu vực nội khắp nơi đi dạo, thường thường từ nơi xa nhìn một đám hài tử, đảo cũng là nhàn nhã tự tại. Bất quá, tương so với bọn họ, 13 cái tiểu gia hỏa nhật tử, liền không có như vậy hảo quá. Đại chiến trong lúc, thuộc về nước lũ khu vực 13 cái tiểu gia hỏa nhóm, mỗi ngày không phải ở tu luyện, chính là tiến hành chiến đấu. Bởi vì chiến tranh bùng nổ, bọn họ yêu cầu đi theo cường giả đi đánh lén, đi phản công, tới nay giảm bớt bọn họ nước lũ khu vực nguy cơ. Nhưng là theo thời gian, nước lũ khu vực càng ngày càng bị áp chế, càng ngày càng nhiều vũ trụ bị chiếm cứ. Đại chiến, thảm thiết vô cùng. Di, lão đại kết bạn một nữ tử, vừa mới đột phá thiên nguyên tạo hóa cường giả chi cảnh, nữ sinh người cũng không tệ lắm. Ngày này, vương tiên bọn họ được đến một cái tin tức, trên mặt lộ ra mỉm cười. Bọn họ lúc trước ở trong chiến tranh liền kết hạ thâm hậu hữu nghị, hiện tại lẫn nhau có tình tố cũng là bình thường nữ hài tử cũng không tồi bọn họ cũng coi như là hoạn nạn thấy chân tình vương tiên được đến tin tức này trên mặt lộ ra mỉm cười căn cứ hắn bói toán tại đây mấy trăm triệu trong năm chính mình gia hai cái tiểu tử đều sẽ tìm được một người bạn gái ô chúng ta như vậy vẫn luôn đang âm thầm nhìn chằm chằm một đám tiểu gia hỏa có phải hay không có chút không tốt lắm một chúng nữ sinh cười nhìn về phía vương tiên xác thật có chút không tốt lắm ha ha vương tiên cười cười cũng xem không sai biệt lắm chúng ta liền đi về trước đi chờ nước lũ khu vực bên này chiến tranh mau kết thúc chúng ta lại đến đi ân ừ, cũng có thể gần nhất mấy ngàn vạn năm ở nước lũ khu vực cũng dạo cái biến một chúng nữ sinh gật gật đầu ngay sau đó một đám người trở lại long cung nội vương tiên không có lại đi ra ngoài du đảng lấy hắn hiện giờ thực lực ngày sau muốn đi các đại khu vực các đại vũ trụ đều thực nhẹ nhàng cho dù là lượng kiếp kết thúc lấy hắn thân cụ hỗn độn chi lực đặc tính hắn cũng có thể đủ dễ dàng mà tiến vào đến một cái vũ trụ nội. Mặt khác, cho dù là cái này vũ trụ đối với vương tiên bài xích, sẽ đối vương tiên tiến hành công kích, nhưng lấy thực lực của hắn, đều có thể đủ mặt yên ổn cái vũ trụ. Trở lại Long Cung nội, vương tiên lợi dụng này đó thời gian, dạy dỗ quan thư tình một chúng nữ sinh tu luyện, dạy dỗ một chúng Long Cung đệ tử tu luyện. Khác không nói, một chúng nữ sinh hiện tại thực lực chỉ có khống chế cấp bậc, lại nói tiếp có chút quá yếu. Ở có cũng đủ tài nguyên, cũng đủ bảo vật, một chúng nữ sinh thực lực tăng lên thực mau. Chính yếu chính là, ở vương tiên gấp trăm lần thời gian bên trong lĩnh vực, một ngàn vạn năm tương đương với một tỷ năm. Thời gian lại lần nữa trôi đi, hai trăm triệu năm thời gian thực mau qua đi. ầm um, ầm um, ầm um. ầm um, ầm um, ầm um. Mà ở Long Vương trong điện, ở vào thời gian bên trong lĩnh vực quan thư tình bọn họ một chúng, trên người tản ra cường đại hơi thở. Hai trăm triệu năm thời gian, thời gian bên trong lĩnh vực chục tỷ năm thời gian, một chúng nữ sinh thực lực, rốt cuộc đạt tới hỗn độn cấp bậc chi cảnh lại nói tiếp, một chúng nữ sinh, trừ bỏ Lam Thanh Nguyệt ở ngoài, này nàng thiên tư đều phải nhược rất nhiều. Dùng 20 tỷ thời gian, từ khống chế cấp bậc tăng lên đến hỗn độn cấp bậc, này ở mặt khác cường giả nơi đó, là không dám tưởng tượng sự tình. Nhưng là ở vương tiên trợ giúp dưới, tốc độ này cũng không phải thật mau. Hảo, đừng tu luyện, có một chuyện lớn muốn đã xảy ra. Vương tiên nhìn về phía một chúng nữ sinh, đầy mặt miễn cười mở miệng nói. Ân. Cái gì đại sự? Một chúng nữ sinh hơi hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Lão đại sự tình, lão đại muốn kết hôn, chúng ta cái này làm phụ mẫu, cũng không thể đã làm trận này hôn lễ. Vương tiên đầy mặt mỉm cười hướng tới các nàng nói. Cái gì? Lão đại thế nhưng muốn kết hôn. Một chúng nữ sinh hơi kinh hãi, theo sát một đám trên mặt lộ ra hoài niệm thần sắc, tiểu tiên, một chúng bọn nhỏ đã rèn luyện 200 triệu nhiều năm, nên làm cho bọn họ đã trở lại. Ân, ừ, cũng không sai biệt lắm, bên ngoài rèn luyện đã 200 triệu nhiều năm, nên trải qua sự tình đã đã trải qua. Vương Tiên gật gật đầu, cánh tay vung lên, một cái hắc động xuất hiện ở bọn họ phía trước. Hắn hướng tới một chúng nữ sinh ý bảo một chút, trực tiếp tiến vào đến hắc động nội. Thực mau, đoàn người đi vào nước lũ khu vực hỗn độn chi hà phía trước. Nói 200 triệu năm không có chú ý bên này sự tình, nước lũ khu vực cùng bác phương khu vực chiến tranh đến nào một bước. Quan thư tình các nàng nhìn nước lũ khu vực chung quanh, tò mò hỏi. Kế tiếp bại lui, 200 triệu nhiều năm thời gian, nước lũ khu vực vẫn luôn chiến bại, hiện giờ sở hữu lực lượng toàn bộ tập trung tới rồi hỗn độn chi hà bên này toàn bộ nước lũ khu vực có thể nói là tử thương thảm trọng vương tiên mở miệng nói a à, kia một chúng tiểu gia hỏa nhóm hiện tại thế nào không chỉ có muốn chú ý tiểu gia hỏa nhóm tự thân bọn họ bằng hữu chúng ta cũng muốn chăm sóc một chút ta nhưng không nghĩ chờ tương nhận sau tiểu gia hỏa trách chúng ta âm thầm không có cứu bọn họ bằng hữu vài tên nữ sinh hơi kinh hãi mở miệng hỏi không có việc gì ta làm cửu thiên nhìn chầm chầm đâu chiến sự thực thảm thiết nước lũ khu vực xác thật có thiên nguyên tạo hóa cường giả hoàn toàn tử vong tiểu gia hỏa bằng hữu cũng xác thật có hoàn toàn ngã xuống bất quá ở ngã xuống phía trước đều bị cửu thiên thu đi rồi vương tiên mở miệng trả lời những việc này hắn tự nhiên đã xử lý tốt làm chính mình bọn nhỏ tiến hành rèn luyện chủ yếu mục đích là làm cho bọn họ trưởng thành trưởng thành quá trình khó tránh khỏi có sinh ly tử biệt làm cho bọn họ trải qua quá là được đương nhiên cũng không thể đủ làm cho bọn họ bằng hữu thật sự tử vong ở diệt vong phía trước đều đã bị cửu thiên bảo lưu lại một tia sinh mệnh. Vậy là tốt rồi, nói lão đại lúc này đây kết hôn liền ở chỗ này cử hành sao? Không ở nhà sao? Quan thư tình bọn họ mở miệng hỏi. Ô, hiện tại bọn họ nơi này đi, cùng lắm thì hồi long cung lại làm một hồi. Vương tiên không thèm để ý cười cười, mang theo các nàng hướng tới xem hà tháp vị trí bay đi. Xem hà tháp là một chỗ chơi trò chơi khu, có thể cư trú du ngoạn, ở chỗ này vương tiên bọn họ lâu dài thuê một phòng. Cửu thiên trước mắt cũng ở chỗ này. Cửu thiên. Đương Vương Tiên đã đến sau, hắn tâm thần vừa động, đem Cửu Thiên hô lại đây. Long Vương, Long Hậu. Giây tiếp theo, Cửu Thiên đã đến, cung kính mà bái nói. Thế nào? Một chúng nữ sinh lập tức đối hắn hỏi. Long Hậu nhóm yên tâm, thái tử các công chúa tuy rằng trải qua không ít trắc trở, nhưng cũng còn tính vững vàng, 10 năm sau đại thái tử cùng hồng cừ thế lực một người nữ sinh đại hôn. Hiện giờ đại thái tử là thần môn thành viên trung tâm, mà vị kia nữ sinh còn lại là hồng cừ người mạnh nhất hậu đại, bọn họ kết hôn, cũng có một ít liên hợp tính chất, đương nhiên, đại thái tử cùng vị kia nữ sinh là thiệt tình yêu nhau. Cửu thiên trả lời, tiếp tục nói, mười thái tử cũng tìm được rồi chính mình ái mộ nữ sinh, hai người quan hệ cũng phi thường hảo, hiện giờ mười thái tử ở thượng chính, cũng là thâm chịu thượng chính cường giả nhóm coi trọng, có thể nói, mười ba vị thái tử công chúa, ở nước lũ khu vực địa vị đều tương đối cao, thuộc về trung tâm nhân vật. Vương tiên bọn họ gật gật đầu, lấy một chúng tiểu gia hỏa nhóm thiên tư, 200 triệu nhiều năm thời gian đủ để bọn họ tỏa sáng rực rỡ, một đám thực lực đều đạt tới khống chế cấp bậc. Chương 4592, bọn nhỏ thân hữu. Hiện giờ 200 triệu nhiều năm qua đi, nước lũ khu vực bên này chiến tranh, cũng dằn co 200 triệu nhiều năm. Tại đây 200 triệu nhiều năm, nước lũ khu vực tam đại thế lực chi gian quan hệ, có thể nói chưa từng có đoàn kết. 10 năm sau nước lũ khu vực có thiên nguyên tạo hóa cường giả cử hành hôn lễ, không chỉ có chỉ có một đôi tân nhân, còn có mặt khác mấy đôi cường giả cũng sẽ cùng nhau cử hành hôn lễ, hơn nữa, này mấy đôi kết hôn người, hai bên nam nữ đều là đến từ chính bất đồng thế lực. Loại này hành vi, cũng là tam đại thế lực cố ý vì này, tam đại thế lực tiến hành liên hôn, lẫn nhau trở thành kiên cố nhất minh hữu, lấy ứng đối kế tiếp chiến tranh. Một chúng tiểu gia hỏa, chết trận, thân nhân đâu? Vương tiên đối cửu thiên thần bằng hỏi. Long vương, đều tại đây xem hà tháp nội. Cửu thiên thần bằng trả lời nói, thái tử các công chúa chết trận thân nhân, tổng cộng có 10 người, trong đó tứ công chúa sư phó, nhị thái tử sư thúc, thất công chúa nơi thượng chính thế lực một vị sư huynh từ từ bọn họ đều là tự bạo thân hình cùng linh hồn cùng địch nhân đồng quy vô tận đặc biệt tứ công chúa sư phó là vì cứu tứ công chúa vứt bỏ chính mình tánh mạng vương tiên hơi hơi gật gật đầu loại này cấp bậc đại chiến thiên nguyên tạo hóa cường giả là có chết trận khả năng đặc biệt là cùng ngày nguyên tạo hóa cường giả vứt bỏ tự thân hết thảy phát sinh tự bạo nói khi bọn họ tự bạo uy lực là phi thường khủng bố phi thường đáng sợ còn có một ít cấm kỵ chiêu thức đồng thời yêu cầu vứt bỏ hết thảy thiêu đốt sinh mệnh tiến hành chém giết. Loại này đặc thù tự bạo, cường đại cấm kỵ chiêu thức, phóng thích lúc sau, tử vong sau, là hoàn toàn tan thành mây khói. Cho dù là có sống lại chí bảo cũng sống lại không được. Nói như vậy, thiên nguyên tạo hóa cường giả đều sẽ không thi triển cấm kỵ chiêu thức, đều sẽ không tiến hành tự sát thức công kích. Nhưng đại chiến mở ra, luôn có một ít tâm huyết cường giả, vì chính mình gia viên, không màng tất cả chiến đấu, thậm chí hy sinh chính mình tánh mạng một chúng tiểu gia hỏa nhóm tân nhận thức bằng hữu sư phó cùng với trưởng bối bên trong, liền có 10 người. Đưa bọn họ kêu lên tới, chúng ta nhận thức một chút. Một chúng nữ sinh đối cửu thiên thần bằng nói. Là Long Hậu. Cửu thiên thần bằng gật gật đầu, tâm thần vừa động, thực mau ở trong phòng, nhiều ra 10 cái thân ảnh. Đại nhân. 10 người nhìn đến cửu thiên thần bằng lúc sau, lập tức cung kính mà bái nói. Lúc ấy, bọn họ mang theo hẳn phải chết quyết tâm, thi triển cấm kỵ chiêu thức sau, bọn họ cho rằng chính mình sẽ tử vong, kết quả không nghĩ tới một tia sinh mệnh ánh sáng thế nhưng bị một cái không biết tên cường giả cứu đây là bọn họ gặp qua nhất khủng bố cường giả nhất cường đại tồn tại bọn họ cũng đều biết chính mình một khi thi triển cấm kỵ chiêu thức cho dù là bọn họ nước lũ khu vực hỗn độn cấp bậc cường giả cũng cứu không sống bọn họ nhưng bọn hắn còn sống hơn nữa bị trước mắt vị này thần bí cường giả lấy đại thần thông nhanh chóng khôi phục thực lực này làm bọn hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng phải biết rằng bọn họ bên trong chính là có một người đại đạo cấp bậc tồn tại. Các ngươi trước mặt chính là Long Vương cùng Long Hậu nhóm, Long Vương Long Hậu bọn họ muốn trông thấy các ngươi. Cửu Thiên Thần bằng hướng tới bọn họ mở miệng nói. Lúc này, mười người mới chú ý tới phía trước mười mấy thân ảnh. Mười mấy thân ảnh ngồi ở phía trên, cứu bọn họ thần bí cường giả đại nhân, đứng ở phía sau. Này chẳng phải là. Mười người trong mắt hiện lên một tia kinh hải thần sắc, kính sợ nhìn về phía phía trên mười mấy người. Bái kiến Long Vương Long Hậu. Bọn họ vội vàng không người bái nói không cần khách khí, đều là người một nhà, ngồi đi. Một chúng long hậu mỉm cười nhìn bọn họ, duỗi tay ý bảo. Bọn họ 10 người, đều là cái loại này đại nghị lực, cái loại này có thể vì thân hữu vứt bỏ sinh mệnh người. Đồng thời, bọn họ cũng là một chúng long tử công chúa ở nước lũ khu vực kết bạn thân nhân bằng hữu. Trong đó có long tử các công chúa đi vào nơi này bái sư phó. Tỷ như, tứ công chúa sư phó, tên kia phụ nhân. Ân. Mười người nghe được quan thư tình các nàng nói, hơi kinh hãi, người một nhà có thể mệnh lệnh một cái khủng bố cường giả, trước mắt Long Vương Long Hậu đến tục cùng là người nào. Bọn họ có thể xác định, đối phương không phải nước lũ khu vực cường giả. Nước lũ khu vực, không có như thế cường đại tồn tại. Long Vương Đại Nhân, Long Hậu Đại Nhân, xin hỏi các ngươi là. Mười người trung, duy nhất một người đại đạo cấp bậc cường giả, nhịn không được mở miệng dò hỏi. Ngươi là Lam Giang trưởng bối đi, Tiểu Giang là nhà của chúng ta lão đại. Vương Tiên đầy mặt mỉm cười nói, cánh tay vung lên, chính mình một chúng con cái hư ảnh hiện ra ở phía trước. 200 triệu nhiều năm trước, chúng ta đem 13 cái tiểu gia hỏa ném ở các ngươi nước lũ khu vực trèn luyện, trong nháy mắt 200 triệu nhiều năm đi qua. Vương Tiên ánh mắt nhìn về phía hắn, bọn họ có thể nhận thức các ngươi này đó can đảm hạng người, cũng là phúc khí. Này này 13 cái thân ảnh, không phải chúng ta nước lũ khu vực gần nhất 200 triệu năm tân cuộc khởi thiên kiêu sao? Một người lão giả nhìn này 13 cái thiếu niên thiếu nữ hư ảnh, trừng lớn đôi mắt, tràn ngập chấn động thần sắc. Các ngươi là nhân nhân cha mẹ tứ công chúa sư phó, đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn bọn họ, theo sát lắc lắc đầu, không có khả năng, nhân nhân theo hầu chúng ta điều tra quá. Vương tiên nhìn về phía tên này phụ nhân, gần sóng cười cười. Phụ nhân nhìn đến hắn tươi cười, cũng là há miệng thở dốc, trong lòng có chút sáng tỏ. Lấy trước mắt này nhóm người thần bí cùng cường đại, bọn họ điều tra khả năng đều là giả. Long vương long hậu đại nhân, các ngươi như thế chi cường, có thể hay không giúp giúp chúng ta nước lũ khu vực, có thể hay không đem bác vương khu vực đuổi đi, một người cường giả mở miệng cầu đạo mười năm sau đi mười năm sau sẽ có một cái hiểu biết vương tiên nhìn về phía hắn mở miệng nói mười năm sau ta sẽ làm các ngươi trở về đa tạ đại nhân tên kia cường giả đầy mặt kích động mà cảm tạ nói hai trăm triệu nhiều năm chiến tranh đối với bọn họ tới nói cũng là rất dài rất dài thời gian các ngươi không cần tô thúc ăn chút mỹ thực kế tiếp thả lỏng thả lỏng tùy ý nhìn xem là được vương tiên cánh tay vung lên một phần phân tinh mỹ đồ ăn xuất hiện ở bọn họ trước người. Đồ ăn ẩn chứa cường đại đến cực điểm năng lượng, đây là hỗn độn cấp bậc hỗn độn cự thú thịt. Cảm ơn Long Vương, chúng ta có thể hay không hỏi một chút, Long Vương ngài vì sao đem nhân nhân bọn họ đưa tới chúng ta nơi này rèn luyện? Vị kia phụ nhân tò mò hỏi. Bởi vì ở chúng ta kia một mảnh khu vực, bọn họ trưởng thành quá mức thuận lợi, một người cường giả, cần thiết phải trải qua các loại nhân sinh cùng trắc trở, cho nên chúng ta liền che chắn bọn họ bộ phận ký ức, đưa bọn họ ném đến nơi đây. Vương Tiên mở miệng trả lời, một chúng tiểu gia hỏa cho các ngươi mang đến phiền toái. Như thế nào có thể nói là phiền toái, nhân nhân thiên tư không người có thể cập, thậm chí chúng ta hồng cừ lão tổ đều nói, cho nàng thời gian, nàng đều có thể đủ đột phá đến hỗn độn chi cảnh, đây là ta lần đầu tiên nghe được chúng ta lão tổ như thế khẳng định một việc. Phụ nhân nghĩ đến lúc trước lão tổ đối với nhân nhân đánh giá, cảm thán nói. Đột phá hỗn độn cấp bậc ra sau này khó khăn, nhưng bọn hắn lão tổ lại như thế khẳng định, lúc ấy chấn kinh rồi hồng cừ sở hữu cường giả chúng ta thần môn thần vương cũng nói tiểu giang có thể đột phá hỗn độn chi cảnh thực lực đem siêu việt hắn tiểu giang thiên tư quá yêu nghiệp miên lai bọn họ theo hầu quá mức cường đại cùng khủng bố tên kia đại đạo cấp bậc cường giả cũng là nhìn nhìn vương tiên trong lòng cảm thán hắn dám khẳng định trước mắt vị này long vương thực lực ở hỗn độn phía trên không hắn đều có thể xác định vị này long vương thủ hạ cái kia kêu cửu thiên thần bằng đại nhân thực lực đều ở hỗn độn phía trên quả thực chưa từng nghe thấy chương 4593, tương nhận thượng. Thời gian thời gian đối với vương tiên bọn họ tới nói, bất quá là dây lát lướt qua. Ngày này, đối với nước lũ khu vực tới nói, xem như gần nhất mấy trăm triệu năm qua, duy nhất một chuyện tốt. Thần môn vương Lam Giang, cùng thượng chính công tôn ảnh nhi ngày đại hôn. Thần môn vương Lam Giang, chính là hiện giờ tại đây trong lúc chiến tranh, nhất lóa mắt một vị anh hùng. Hắn tại đây 200 triệu trong năm cuộc khởi, dùng ngắn ngủn 200 triệu năm thời gian, từ chúa tể đỉnh chi cảnh, đột phá đến nỗi nay khống chế cấp bậc. Hơn nữa, còn không phải bình thường khống chế cấp bậc, mà là có thể so với hai gã khống chế cấp bậc cường giả, hơn nữa này có được một kiện thiên nguyên tạo hóa chí bảo, nói cách khác, Vương Lam Giang có thể so sánh yếu nhất đại đạo cấp bậc cường giả. Đương nhiên, này cũng gần là so sánh. Đại đạo cấp bậc cường giả, giống nhau cũng có cường đại bảo vật cùng vũ khí. Bất quá, hiện giờ, căn cứ thần môn thần vương xem xét, Vương Lam Giang hiện giờ gần có được 300 triệu nhiều năm sinh mệnh. Nói cách khác, hắn ở 300 triệu trong năm, đạt tới hiện giờ thành tựu. Này liền phi thường cũng bố cùng đáng sợ. Lệnh tất cả mọi người cảm giác được không thể tưởng tượng. 300 triệu năm năm tháng, có thể đột phá đến thiên nguyên tạo hóa cường giả, đều đã là phi thường nghịch thiên thiên chi kiêu tử. Nhưng mà Vương Lam Giang đã đạt tới so sánh hai cái khống chế cấp bậc nông nổi. Đáng sợ vô cùng. Đồng dạng, thượng chính công tôn ảnh nhi tuy rằng không có vương lam Giang nghịch thiên thực lực nhưng là này làm thượng chính thế lực hỗn độn cấp bậc cường giả cháu gái hiện giờ cũng dùng 300 triệu nhiều năm thời gian đột phá đến thiên nguyên tạo hóa chi cảnh cũng là kinh diễm đông đảo vũ trụ thiên tài đáng tiếc chính là ở lóa mắt vương lam giang nơi này hơi ám đạm một ít thôi mặt khác tại đây 200 triệu nhiều năm tam đại thế lực chủ yếu là ra đời quá nhiều thiên chi kiêu tử thần nhóm vương lam giang vương quan thuyền nước lũ vương nhân nhi vương cửu nhi vương từ từ hơn 10 người này hơn 10 người thiên chi kiêu tử tại đây 200 triệu trong năm cường thế quật khởi, một đám kinh tài diễm diễm. Nhất lệnh mọi người khiếp sợ cùng kinh dị chính là, này 13 danh quật khởi nghịch thiên thiên kiêu, toàn bộ đều họ vương. Hơn nữa toàn bộ tuổi tác, đều ở 300 triệu hơn tuổi. Lúc ấy chuyện này, cũng bọn họ nước lũ khu vực hồng cừ thần môn cùng thượng chính hỗn độn cấp bậc cường giả nhóm đều ngạc nhiên không thôi. Vì thế, bọn họ điều tra rõ 13 người cùng giáo, truy sóc đến bọn họ ra đời thời điểm, trăm phần trăm xác định, cũng không có chút nào kỳ quái chỗ. Này cũng lệnh tam đại thế lực cao tầng nhóm từng ngôn, 13 danh vương họ nghịch thiên kiều tử, cường thế quật khởi, đại biểu cho ngày sau nước lũ khu vực, đem vì trở thành vương giả. Sẽ dẫn dắt nước lũ khu vực, đi lên vương đạo. Cho dù là hiện giờ nước lũ khu vực bị bác vương khu vực áp chế, nhưng bọn hắn như cũ tin tưởng vững chắc, không dùng được bao lâu, này 13 danh kinh diễm thiên kiêu, sẽ dẫn dắt bọn họ đuổi đi bác vương khu vực cường giả. Thậm chí, có thể phản công bọn họ hôm nay trừ bỏ vương lam giang cùng công tôn ảnh nhi hai vị đại nhân hôn lễ ở ngoài còn có mặt khác sáu vị đại nhân cùng cử hành đại hôn này cũng đại biểu cho chúng ta nước lũ khu vực tam đại thế lực càng tiến thêm một bước kết minh hôm nay đại hôn cũng là chúng ta tam đại thế lực thái độ nói cho chúng ta biết đệ tử ngày sau tam đại thế lực chi giang tuy hai mà một nghe nói vương lam giang cùng vương nhân nhi vương cửu nhi vương càng thanh bọn họ một chúng thiên kiêu chi giang quan hệ đều phi thường hảo lúc này đây đại hôn cũng là đảm đương bạn lang phù dâu đúng vậy lúc này đây chúng ta nước lũ khu vực sở hữu cường giả cơ hồ toàn bộ đã đến thần vương hồng cừ lão tổ chính chỉ lão tổ ba vị đại nhân cũng đều sẽ đến hơn nữa lên sân khấu cộng đồng chứng kiến này xem như chúng ta nước lũ khu vực gần nhất 200 triệu năm qua duy nhất đại hỷ sự ha hả ta tin tưởng ngày sau chúng ta nước lũ khu vực có thể đánh tan bát phương khu vực đưa bọn họ đuổi đi ra chúng ta khu vực hôm nay hỗn độn chi hà phía trước dị thường náo nhiệt lúc này ở vào xem hà tháp phía trước tam đại thế lực cường giả tiếp dẫn bộ phận hỗn độn chi hà nước sông ở không trung phô một mảnh dị thường mỹ lệ nơi sân tam đại thế lực cường giả cùng với số lấy ngàn vạn chúa tể chi cảnh các đệ tử toàn bộ đã đến một đám đệ tử đầy mặt hưng phấn mà nghị luận hôm nay là bọn họ nước lũ khu vực đại hỷ sự sở hữu cường giả các đệ tử đều tràn đầy tươi cười này cũng lệnh áp lực chiến tranh không khí được đến không ít giảm bớt tiểu tiên hôm nay nơi này nhưng thật ra phi thường náo nhiệt phi thường vui mừng phía trước bố trí cũng phi thường không tồi Xem hà tháp nội, quan thư tình các nàng một chúng nữ sinh nhìn phía trước hết thảy, bị này vui mừng không khí sở cảm nhiễm, trên mặt cũng là lộ ra miễn cười. Đúng vậy, một chúng tiểu gia hỏa nhóm hỗn không tồi, chúng ta làm phụ mẫu cũng phi thường vui mừng. Vương tiên đầy mặt miễn cười nhìn này hết thảy, nhi nữ đều trưởng thành, có tiểu tử đều phải thành gia. Lam Giang Tân Nương cũng không tồi, người khá tốt, trong lúc nhất thời chính mình liền phải đương bà bà, thật là không thích ứng. Lam Thanh Nguyệt cười nói. Ha hả. Vương Tiên cười cười, Lam Giang cùng này công tôn ảnh nhi đã trải qua lớn lớn bé bé chiến tranh thượng trăm tràng, kết hạ thâm hậu tình nghĩa, cũng coi như là hoạn nạn thấy chân tình. Là nha, bất quá lâu như vậy, cởi bỏ một chúng bọn nhỏ ký ức lúc sau, bọn họ sẽ là cái gì phản ứng? Một chúng nữ sinh nói. Vương Tiên lắc lắc đầu. Tuy rằng hắn có thể tiến hành bói toán tương lai phát sinh sự tình, nhưng là không cần phải. Hết thảy đều bói toán ra tới, vậy không có ý tứ. Bất quá, có một bộ phận sự tình, hắn tiến hành rồi một ít bói toán tỷ như hôm nay nước lũ khu vực cùng bác vương khu vực chiến tranh muốn chung kết đương nhiên cái này chung kết có hai loại kết quả nếu như vương tiên không ra tay là một cái kết quả nếu như hắn ra tay lại là một cái khác kết quả cẩn thận chúng ta khi nào lên sân khấu một chúng nữ sinh nhìn hôn lễ sắp bắt đầu nhìn không được đối vương tiên hỏi bái thiên địa bái cha mẹ thời điểm chúng ta liền lên sân khấu đi vương tiên mở miệng nói là thời điểm kết thúc một chúng tiểu gia hỏa nhóm rèn luyện 200 triệu năm thời gian, vậy là đủ rồi. Một chúng nữ sinh gật gật đầu, ánh mắt hướng tới bên ngoài nhìn lại. Khoảng cách hôn lễ bắt đầu, một giờ đều không đến. Nhưng mà giờ này khắc này, ở vào nước lũ khu vực một mảnh sao trời bên trong. Một ngàn nhiều danh thiên nguyên tạo hóa cường giả ẩn nấp hơi thở, nhanh chóng hướng tới hỗn độn chi hà bên này bay tới. Cầm đầu chính là một người thanh niên bộ dáng cường giả, hắn khuôn mặt tuy rằng tuổi trẻ, nhưng đã sống thật lâu thật lâu. Hắn là bác phương khu vực người mạnh nhất, bác phương khu vực bác phương chi chủ bát phương khu vực đã bị một cái thế lực sở thống nhất thế lực tên cũng gọi là bát phương ý ngụ tung hoành hỗn độn bát phương cầm đầu bát phương chi chủ giờ phút này đồng khổng trung nở rộ ra hưng phấn cùng nóng cháy sát ý ở hắn phía sau một chúng cường giả nhóm đồng dạng cũng là tràn ngập kích động ở không lâu phía trước bọn họ bát phương chi chủ rốt cuộc bước vào tới rồi một cái khác cảnh giới một cái xưa nay chưa từng có cảnh giới mà khi bọn hắn bát phương chi chủ đột phá kia một khắc bọn họ biết cùng nước lũ khu vực chiến tranh muốn kết thúc. Nước lũ khu vực, muốn trở thành bọn họ lĩnh vực. Hơn nữa, nước lũ khu vực, chỉ là một cái bắt đầu. Một cái bọn họ con đường vô địch mở ra. Chương 4594, Tương Nhận Hạ. Bác Phương Chi Chủ, lúc này đây chúng ta qua đi, nhất định phải đem kia 13 danh cuộc khởi gia hỏa cấp thu phục, cũng hoặc là, hoàn toàn tiêu diệt. Bác Phương khu vực, một ngàn nhiều danh cường giả giống như là ẩn nấp ở hỗn độn trung sinh linh, nhanh chóng tới rồi. Ở vào Bác Phương Chi Chủ bên cạnh, một người lão giả ánh mắt nở rộ tinh quang, mở miệng nói: "Cùng nước lũ khu vực chiến đấu kịch liệt 200 triệu nhiều năm, đối với nước lũ khu vực thực lực, bọn họ cũng đều hoàn toàn thăm dò. Trên thực tế, ở đại chiến phía trước, bọn họ cũng sờ không sai biệt lắm. Chẳng qua, tại đây một hồi đại chiến trung, có 13 người cuộc khởi, ra ngoài bọn họ dự kiến. Tuy rằng này 13 danh cường giả còn không có hoàn toàn cuộc khởi, thậm chí liền đại đạo cấp bậc đều không đến. Nhưng là bọn họ đột phá tốc độ, thực lực tăng lên" liền bọn họ Bắc phương khu vực đều chấn động vô cùng. Này 13 cá nhân, bọn họ cũng cho rằng, đối phương này có cực đại mà khả năng đại đạo hỗn độn cấp bậc chi cảnh. Lại vô dụng, cũng là đại đạo cấp bậc đứng đầu tồn tại. Này 13 người, bọn họ bác phương khu vực phi thường chú ý, lúc này đây, này 13 người, cần thiết muốn giải quyết rớt. Ân, ừ, này 13 danh quật khởi đệ tử thiên phú sát thật đáng sợ, không biết bọn họ trên người hay không có được đặc thù dày đặc, bất quá lúc này đây, bọn họ trốn không thoát đâu. Bác Phương Chi chủ cảm thụ được thân hình thượng lực lượng cường đại, đầy mặt tự tin nói. Lấy hắn hiện giờ lực lượng, nếu như là muốn hoàn toàn diệt vong một người hỗn độn cấp bậc cường giả, cho hắn cũng đủ lâu dài thời gian, hắn đều có thể đủ làm được. Khi 13 danh thiên phú dị bẩm nước lũ khu vực cường giả, hắn muốn đem chi thu phục, cũng hoặc là diệt trừ. Ha hả, liên minh. Đại hôn. Hôm nay chính là bọn họ diệt vong này. Trung quanh cường giả trong mắt nở rộ nóng cháy ánh sáng thực mau bọn họ liền phải đem nước lũ khu vực hoàn toàn thống nhất đến lúc đó bọn họ bắt phương khu vực thực lực có thể được đến một cái đáng sợ tăng lên hỗn độn chi hà phía trước vui mừng âm nhạc phiêu đảng ở khắp không gian vô số cường giả các đệ tử làm khách khứa đầy mặt hưng phấn mà đi vào phía trước vị trí phía trước có một cái thật lớn sân khấu đây là hôm nay hôn lễ hiện trường long trọng hôn lễ tách ra nước lũ khu vực một ít khói mù trước nhất bài vị trí là tam đại khu vực một chúng cường giả nhóm bao gồm tam đại khu vực hỗn độn cấp bậc cường giả, toàn bộ đã đến. Lúc này đây hôn lễ là thiên địa chú mục. Cho mời bốn đối tân nhân lên sân khấu. Phía trước trên đài, hai gã thiên nguyên tạo hóa cấp bậc cường giả làm chủ trì, bọn họ trên mặt tràn đầy tươi cười, mở miệng nói. Bạch bạch bạch. Bạch bạch bạch. Giọng nói rơi xuống, mấy trăm vạn người đứng dậy, vỗ tay. Bên trong vị trí, một đôi đối tân nhân đi ra, phía sau đi theo một đám bạn lang phù dâu. Ở nước lũ khu vực cường giả hôn lễ giống nhau đều là phi thường xa hoa. Làm một chúng cường giả, tam đại thế lực chi gian liên hôn, tự nhiên cũng là xa hoa đến cực điểm. Thủy thú ở trên bầu trời bay về phía, rải các loại xinh đẹp ván trượt. Thần thánh quan vũ từ trên trời giáng xuống, đây là năng lượng quan vũ, lệnh người thoải mái. Du dương âm nhạc từ một đám đặc thù chủng tộc trong miệng phát ra. Bốn đội tân nhân, lấy vương lam giang công tôn ảnh nhi cầm đầu, phía sau còn có tam đối tân nhân nhất nhất đi ra. Ai chỉ chớp mắt giang, một chúng bọn nhỏ đều trưởng thành ở vào phía dưới vị trí quan thư tình các nàng một chúng nữ sinh nhìn trên đài hài tử hơi hơi cảm khái nói đã bắt đầu rồi chờ bọn họ bái trưởng bối thời điểm chúng ta qua đi đi vương tiên mở miệng nói một chúng nữ sinh gật gật đầu trên đài vương lam giang bọn họ một chúng cũng là đầy mặt tươi cười hôm nay là hắn đại hỷ chi nhật phía sau vương nhân nhân vương cửu nhi bọn họ một chúng bởi vì đương phù dâu bạn lan bởi vì cái này ngày đại hỷ cũng phi thường cao hứng cho mời chúng ta bốn đối tân lan tân nương trưởng bối một phen lời thầy lúc sau hai gã người chủ trì đầy mặt mỉm cười mở miệng nói dưới đài phía trước một chúng cường giả nhóm đầy mặt cao hứng trên mặt đất đài vương lam giang ở nước lũ khu vực thân phận cha mẹ sớm vương chỉ có một ít tông môn trưởng bối trừ bỏ này mấy cái tông môn trưởng bối còn có thần môn vài tên trưởng bối lên đài vương tiên nhìn quan thư tình các nàng một chúng nữ sinh cánh tay vung lên mang theo các nàng ngay lập tức chi gian xuất hiện ở sẻ trên đài ân vương tiên bọn họ đột nhiên trống rỗng xuất hiện Lệnh sở hữu cường giả hơi kinh hãi. Bao gồm dưới đài ngồi ba gã hỗn độn cấp bậc tồn tại. Bọn họ đồng khổng hơi hơi co rụt lại, đầy mặt kinh ngạc nhìn vương tiên bọn họ một chúng. Bọn họ thế nhưng không có cảm ứng được, đối phương là như thế nào xuất hiện ở trên đài. Ân. Ừ. Vương Lam Giang công tôn ảnh nhi bọn họ cũng là đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía đột nhiên xuất hiện vương tiên mọi người. 200 triệu nhiều năm, bọn nhỏ, nên cho các ngươi đã trở lại. Vương tiên nhìn Vương Lam Giang bọn họ một chúng, đầy mặt mỉm cười cánh tay vung lên quan thư tình các nàng một chúng nữ sinh cũng là ánh mắt lập lòe nhìn bọn họ một đạo quan mang hiện lên bọn họ tâm linh phong ấn ký ức xuất hiện ở vương lam giang vương nhân nhân vương cửu nhi bọn họ một chúng trong đầu vương lam giang bọn họ thân hình run rẩy theo sát trong mắt nở rộ ra quan mang phụ vương mẫu thân phong bế ký ức khôi phục bọn họ một đám lập tức lớn tiếng hô hướng tới bọn họ chạy tới quan thư tình các nàng hướng tới một chúng hài tử triển khai hai tay trên mặt lộ ra tươi cười hai trăm triệu nhiều năm các ngươi trưởng thành, đều phải kết hôn. Quan thư tình các nàng đầy mặt mỉm cười nói. Mẫu thân, thật là không nghĩ tới, chúng ta thế nhưng rèn luyện 200 triệu nhiều năm. Vương Lam Giang bọn họ một chúng giống như một cái hài tử giống nhau, ông chính mình mẫu thân. Vương Tiên ở một bên vị trí, mỉm cười nhìn. Mà giờ khắc này, chung quanh sở hữu, sở hữu cường giả các đệ tử, đầy mặt chấn động nhìn này hết thảy. Ngay cả nước lũ khu vực tam đại thế lực hỗn độn cấp bậc cường giả, cũng là sắc mặt khẽ biến, trực tiếp đứng lên. Tại đây 200 triệu trong năm, bọn họ khu vực ra đời 13 danh nghịch thiên thiên kiêu chi tử. Mỗi một cái đều họ vương, mỗi một cái đều chỉ có 200 triệu nhiều năm tuổi tác. Bọn họ tự nhiên hoài nghi quá, bọn họ thậm chí chính mình đều dò xét một phen, kết quả chính là, này 13 danh thiên kiêu, chính là ở bọn họ nước lũ khu vực ra đời. Có theo nhưng tra. Nhưng mà hiện tại, đột nhiên toát ra tới một đám người, thế nhưng là vương lam giang bọn họ một chúng cha mẹ. Này làm bọn hắn cảm giác được không thể tưởng tượng, cảm giác được chấn động. Này! Đây là tình huống như thế nào? Thần chủ, ngài không phải tự mình tra xét bọn họ theo hầu sao? Không có bất luận vấn đề gì sao? Bọn họ từ đâu tới đây? Như thế nào sẽ là Vương Lam Giang bọn họ cha mẹ? Thiên nộp, đây là có chuyện gì? Chúng ta nước lũ khu vực mạnh nhất 13 vị con cưng, bọn họ phụ thân thế nhưng là cùng cá nhân. Này đột nhiên ra tới một đám người, là cái gì thân phận? Chung quanh vị trí, sở hữu cường giả các đệ tử đầy mặt cồ lên bọn họ trừng lớn con mắt, nhìn này hết thảy, nghị luận. Phụ thân, lúc trước ngươi che chắn chúng ta ký ức, làm chúng ta ở chỗ này rèn luyện, không nghĩ tới 200 triệu năm qua đi, ngài còn vừa lòng đi. Vương Lam Giang ôm ôm chính mình mẫu thân Lam Thanh Nguyệt, nhìn về phía Vương Tiên, giống như một cái hài tử, chờ đợi phụ thân đánh giá. Còn lại 12 vị hài tử, cũng là cười nhìn lại. Chương 4595, Lễ Vật Các ngươi làm đều thực hảo. Vương Tiên nhìn chính mình 13 cái hài tử, đầy mặt miễn cười tán dương phụ vương ngài vừa lòng là được một chúng hài tử trên mặt cũng là lộ ra tươi cười phụ vương này hai trăm triệu năm qua chúng ta đã trải qua rất nhiều mất đi một ít cũng được đến rất nhiều vương nhân nhân đi đến vương tiên trước người lôi kéo cánh tay hắn nói chúng ta cũng không hề là một cái tiểu hài tử đúng vậy các ngươi đều không phải tiểu hài tử vương tiên cười gật gật đầu bất quá phụ vương cùng ngươi mẫu thân sao có thể sẽ làm các ngươi mất đi quá nhiều đồ vật đâu hắn nói ở vào phía sau vị trí mười cái thân ảnh nhanh chóng hướng tới bên này bay qua tới nhân nhi trong đó một người phụ nhân nhìn vương nhân nhân đầy mặt mỉm cười mở miệng hỏi sư phó vương nhân nhân trên mặt nháy mắt lộ ra vô cùng kinh hỉ thần sắc sư phó ngài ngài không có việc gì liền hảo sư thúc phong tiền bối vương lam giang bọn họ một chúng nhìn đến mấy cái hình bóng quen thuộc trên mặt cũng là lộ ra hưng phấn thần sắc lập tức đón đi lên ha ha chúng ta đều không có chết đều không có chết là các ngươi phụ thân phái người đem chúng ta cứu xuống dưới, bảo lưu lại tánh mạng." Vương Nhân Nhân sư phó bọn họ, đầy mặt mỉm cười mở miệng nói: "Này, Phong Tiền Bối bọn họ không có chết, ta nhớ rõ Phong Tiền Bối lúc trước không phải thi triển cấm kỵ chiêu thức, tự bạo sở hữu năng lượng cùng địch nhân đồng quy vu tận sao? T, chúng ta sư thúc không có chết, hắn còn sống, này kia Vương Lam Giang bọn họ phụ thân là như thế nào làm được?" Thiên nột, Phong Tiền Bối bọn họ thế nhưng không có ngã xuống, thật tốt quá. Phía dưới vị trí mọi người nhìn đến kia 10 cái thân ảnh, trên mặt lộ ra khiếp sợ vô cùng thần sắc. Ở nước lũ khu vực cùng bác phương khu vực đại chiến này 200 triệu nhiều năm, bọn họ nước lũ khu vực ra đời không ít anh hùng. Này đó anh hùng, không tiếp thi triển tấm kỵ chiêu thức, cùng đối phương đồng quy vu tận, cũng muốn cứu chính mình đệ tử cùng tộc nhân. Những người này bị tôn sùng là anh hùng, bị tế điện ở anh linh trong điện. Nhưng mà hiện tại, này 10 người thế nhưng còn sống. Dưới đài vị trí, nước lũ khu vực ba gã hỗn độn cấp bậc cường giả đầy mặt kinh dị cùng tò mò bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, hướng tới trên đài đi đến. Không nghĩ tới chư vị thế nhưng là chúng ta nước lũ khu vực 13 vị thiên kiêu cha mẹ, thật là làm chúng ta không nghĩ tới, không biết chư vị đến từ phương nào. Thần môn người mạnh nhất thần vương mở miệng, ánh mắt lập lòe dò hỏi. Đến từ chính cách đó không xa một mảnh khu vực quấy rầy. Vương tiên nhìn về phía bọn họ ba người, cười mở miệng nói: "Thật là khó có thể tưởng tượng, chư vị là như thế nào bồi dưỡng ra như thế ưu tú con cái." Hồng Cừ người mạnh nhất cũng là hơi hơi cảm thán nói: bọn họ đều phi thường khách khí, trước mắt này một đám người quá mức thần bí, bọn họ nhìn không ra thực lực. Nhưng có thể bồi dưỡng ra 13 danh kinh thế hải tục thiên chi kiêu tử, bọn họ cảm thấy, đối phương ít nhất cũng là hỗn độn cấp bậc tồn tại. Hơn nữa có khả năng ở hỗn độn cấp bậc cái này cảnh giới, đạt tới sâu đậm nông nổi. Đa tạ. Vương tiên gợn sóng cười cười, ánh mắt nhìn về phía vương Lam Giang, cười nói, không cùng chúng ta giới thiệu một chút thê tử của ngươi, chúng ta tương lai con dâu. Phụ vương. Vương Lam Giang sắc mặt đỏ lên, lập tức lôi kéo công tôn ảnh nhi tay vị này chính là ta ở chỗ này kết bạn nữ sinh nàng kêu công tôn ảnh nhi chúng ta đã từng cùng nhau tu luyện cùng nhau chiến đấu công tôn ảnh nhi nhìn vương tiên bọn họ có chút câu thúc thấp giọng hô thúc thúc a di ha hả chờ một lát liền phải sửa miệng hồng cừ người mạnh nhất cười nói không tồi vương tiên bọn họ nhìn này tương lai con dâu cười gật gật đầu đối với công tôn ảnh nhi bọn họ đều điều tra quá đều hiểu biết đối này cũng phi thường vừa lòng hôm nay các ngươi đại hôn chúng ta làm phụ mẫu tổng phải cho các ngươi một ít lễ vật hài tử nói đi nghĩ muốn cái gì lễ vật vương tiên bọn họ nhìn về phía công tôn ảnh nhi cười hỏi cái kia phụ phụ vương mẫu thân ta không cần cái gì lễ vật các ngươi có thể xuất hiện là được công tôn ảnh nhi có chút thẹn thùng cùng câu thúc đức quảng nói không có việc gì đừng khẩn trương ngươi muốn được đến cái gì chúng ta đều có thể thỏa mãn lam thanh nguyệt đầy mặt mỉm cười hướng tới nàng nói Mẫu thân, thật sự không cần. Công tôn ảnh nhi lắc lắc đầu. Mẫu thân, phụ vương, nếu không ta đại ảnh nhi nói. Vương Lam Giang ở một bên, mở miệng nói. Ha ha, có thể. Lam Thanh Nguyệt cười gật gật đầu. Phụ vương, mẫu thân, ảnh nhi lớn nhất nguyện vọng chính là có một ngày, có thể đem bác phương khu vực đuổi đi ra nước lũ khu vực, phụ vương mẫu thân, chúng ta rèn luyện đã kết thúc, ngài xem. Vương Lam Giang đầy mặt mỉm cười nói. Là nha ba mẹ, bác phương khu vực người quá đáng giận, các ngươi phải hảo hảo giúp chúng ta giáo huấn bọn họ. Vây quanh ở vương tiên bên cạnh mấy cái nữ hoa, có chút làm nũng mở miệng nói. Hảo hảo, các ngươi rèn luyện 200 triệu nhiều năm, mỗi người đều có một cái nguyện vọng, hành đi. Vương tiên sủng lịch nhìn các nàng, sờ sờ mấy cái nha đầu đầu. Hì hì, phụ vương tốt nhất. Một chúng nha đầu vui vẻ gật gật đầu. Khi đại ca đại hôn lúc sau, liền phiền toái phụ vương ra tay. Một chúng tiểu tử cũng là đầy mặt mỉm cười nói. Bọn họ ở nước lũ khu vực 200 triệu nhiều năm, đối với nơi này đã có cảm tình tự nhiên hy vọng có thể đem bác vương khu vực đuổi đi đi ra ngoài này mà ở một bên vị trí nước lũ khu vực sở hữu cường giả các đệ tử nghe được bọn họ một nhà nói chuyện trên mặt lộ ra chấn động cùng kinh hỉ thần sắc sở hữu cường giả cùng các đệ tử đều minh bạch có thể bồi dưỡng ra vương lam giang bọn họ một chúng thiên chi kiêu tử tồn tại tuyệt đối không đơn giản huống chi bọn họ cha mẹ có thể vượt khu vực đem vương lam giang bọn họ đặt ở bọn họ nước lũ khu vực rèn luyện tất nhiên là đỉnh cấp cường giả tuyệt đối không kém gì bọn họ nước lũ khu vực ba vị đại nhân thậm chí sau ba vị đại nhân cường đại hơn nhiều hiện tại vương lam giang bọn họ phụ thân nguyện ý ra tay đem bác vương khu vực đuổi đi đi ra ngoài bọn họ một đám trên mặt lộ ra hưng phấn cùng kích động không cần kết thúc lần này lão đại ngươi đại hôn liền cho các ngươi một cái lễ vật vương tiên trên mặt lộ ra mỉm cười ngẩng đầu nhìn về phía bên phải không trung bác vương khu vực thực lực có thể có một người đạt được cơ duyên ở không lâu phía trước đột phá đến hỗn độn phía trên bọn họ còn chuẩn bị ở tiểu gia ngươi đại hôn nhật tử, đem các ngươi toàn bộ hủy diệt. Hắn nhìn bên phải không trung nói, vương tay cánh tay, phía trước hư không trực tiếp xuất hiện một cái khủng bố hắc động. Hắc động bên trong, xuất hiện bát phương vũ trụ một ngàn nhiều danh thiên nguyên tạo hóa cường giả thân ảnh. Bọn họ một đám trên mặt mang theo hưng phấn thần sắc, hướng tới bên này bay qua tới. Cái gì? Vương Tiên nói, đột nhiên xuất hiện hắc động, kia trong hắc động bát phương khu vực một ngàn nhiều danh thiên nguyên tạo hóa cường giả, lệnh giữa sân sở hữu nước lũ khu vực cường giả các đệ tử hơi kinh hãi, đầy mặt chấn động nhìn lại. Hôm nay liền đưa bọn họ tiêu diệt, đuổi đi ra nước lũ khu vực, coi như lão đại ngươi kết hôn lễ vật. Vương Tiên bình tĩnh nói, hắn vương tay, dây tiếp theo, lệnh mọi người hoảng sợ, kinh tủng một màn xuất hiện. Chương 4596, chỉ tay hủy diệt một cái khu vực. Một cái hắc động xuất hiện ở hỗn độn chi hà phía trước, xuất hiện ở hôn lễ sân khấu trên không. Này một cái hắc động, lấy một loại khủng bố tốc độ mở rộng, dường như liên tiếp xa xôi hỗn độn hư không. Tại đây hỗn độn trong hư không, một ngàn nhiều danh bác phương vũ trụ cường giả nhóm, rõ ràng có thể thấy được. Nhưng mà liền tại đây một khắc, một cái khổng lồ vô cùng long trảo, cũng xuất hiện ở hắc động bên trong, long trảo tản ra hủy thiên diệt địa hơi thở. Ẩn chứa không gì sánh kịp vi thế. Đồng thời, có một loại thời gian quy tắc chi lực, ở mặt trên lưu chuyển. Che trời long trảo, hướng tới bác phương vũ trụ một ngàn nhiều danh thiên nguyên tạo hóa cường giả nhóm chọc tới. Này đột nhiên một màn, hoảng sợ một màn, lệnh nước lũ khu vực sở hữu cường giả các đệ tử đều ngốc. Đặc biệt là, khi bọn hắn nhìn đến hắc động nội một chúng cường giả khuôn mặt khi. Đối với bác phương vũ trụ cường giả nhóm, nước lũ khu vực cường giả các đệ tử, lại rõ ràng bất quá. Bọn họ nhìn kia một đám hình bóng quen thuộc, quen thuộc địch nhân, trên mặt mang theo kinh ngạc cùng với phẫn nộ. Đó là bác phương khu vực cường giả, trung ương vị trí là bác phương khu vực người mạnh nhất, bác phương chi chủ, trận này chiến tranh chính là hắn hạ đạt mệnh lệnh, bất quá hắn vẫn luôn đều không có ra tay khi bác phương chi chủ bên cạnh năm thân ảnh là bác phương vũ trụ hỗn độn cấp bậc tồn tại ta đã thấy bọn họ ta đã thấy một nghìn hai trăm nhiều danh thiên nguyên tạo hóa cường giả bên trong rất nhiều hình bóng quen thuộc đều là bác phương khu vực cường giả là bọn họ chính là bọn họ bọn họ hơi thở ta vĩnh viễn đều sẽ không quên này bác phương khu vực một chúng cường giả nhóm hiện tại đây là ở địa phương nào Phương lam giang bọn họ phụ thân mở ra cái này hắc động muốn làm cái gì còn có kia che trời bàn tay to chẳng lẽ là này trong nháy mắt nước lũ khu vực sở hữu cường giả các đệ tử, trợn mắt há hốc mồm nhìn. Một ít khống chế cấp bậc, thậm chí đại đạo cấp bậc cường giả, nhìn không được kinh hô. Đối với bác phương khu vực này đang cường đại địch nhân, bọn họ vĩnh viễn đều sẽ không quên. Bọn họ chi gian, thâm cừu đại hận. Mà cùng lúc đó, ở vào hỗn độn chi hà cách đó không xa, hỗn độn trong hư không. Bác phương khu vực một ngàn nhiều danh cường giả nhanh chóng hướng tới bên này bay qua tới. Hôm nay là nước lũ khu vực đại hỷ chi nhật, cũng là bọn họ tổng tiến công ngày đem nước lũ khu vực sở hữu cường giả, toàn bộ một vỏng đánh tiếng. Bọn họ ẩn nấp thân hình, ở hỗn độn trong hư không phi hành. Có bác phương chi chủ tồn tại, bọn họ ẩn nấp, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Bất quá đột nhiên, ở bọn họ phía trước, xuất hiện một cái khổng lồ vô cùng hắc động. Nhìn đến cái này hắc động, bác phương khu vực sở hữu cường giả nhóm, hơi hơi sửng sốt. Ngay cả bác phương chi chủ, cũng là đầy mặt kinh ngạc nhìn này đột nhiên xuất hiện hắc động. Nhưng không dung bọn họ có bất luận cái gì tự hỏi, bọn họ liền nhìn đến một cái đặc thù móng vuốt, hướng tới bọn họ thăm lại đây. Tình huống như thế nào? Đáng chết, đây là có người tập kích chúng ta. Là nước lũ khu vực mai phục. Tìm chết, thật là không biết sống chết, cũng dám tập kích chúng ta. Một chúng bác phương khu vực cường giả nhóm kinh giận vô cùng, trên người khí thế cũng không hề bắt đầu che giấu, tận trời uy thế, đánh sâu vào hỗn độn không gian. Bác phương chi chủ nhìn chầm chầm kia từ hắc động bên trong thăm lại đây thật lớn long trảo, trên mặt chậm rãi lộ ra ngưng trọng vô cùng thần sắc hừ, là nước lũ khu vực bày ra đại trận sao? Hôm nay cho các ngươi kiến thức một chút ngô chi thực lực, hừ, cho ta phá. Bất quá bác phương chi chủ hừ lạnh một tiếng, cánh tay vung lên, một thanh rìu xuất hiện ở trong tay. Khi nguyên tạo hóa chí bảo rìu, tản ra đáng sợ lực lượng, ở bác phương chi chủ kia hỗn độn phía trên lực lượng thêm vào dưới, bay thẳng đến kia che trời long trảo chọc tới. Rìu lớn thượng ẩn chứa vô tận thuộc tính quy tắc lực lượng, đôi đình chi lực giống như khai thiên tích địa. Nhưng mà giây tiếp theo, kia khổng lồ đến cực điểm long trảo, đột nhiên tốc độ nhanh rất nhiều rất nhiều mau đến bọn họ bên này thời gian dường như yên lặng xuống dưới mau đến kia long trảo nháy mắt bao trùm ở bọn họ trên không rìu lớn lôi đình chi lực dừng ở kia hỗn hỗn động động long trảo phía trên dường như bị trực tiếp hấp thu rất giống nhau long trảo đi vào bọn họ trên không liền dường như huyền phù ở bọn họ trên không không trung sao có thể ta đã đột phá đến hỗn độn phía trên sao có thể liền một cái móng vuốt đều đánh không phá bác phương chi chủ nhìn đến chính mình công kích thế nhưng bị ngăn cản trụ trừng lớn đôi mắt tràn ngập hoảng sợ cùng không tin thần sắc không lâu phía trước hắn vừa mới đột phá đến hỗn độn phía trên đây là một cái không biết cảnh giới đây là bọn họ bác phương khu vực nghe đều không có nghe nói qua cảnh giới đồng dạng cái này cảnh giới đối cùng nước lũ khu vực tới nói cũng là không dám tưởng tượng cảnh giới mà hắn đạt tới hắn cảm giác chính mình muốn diệt sát một người hỗn độn cấp bậc tồn tại nhẹ nhàng nhưng mà hiện tại một cái đột nhiên xuất hiện hắc động một cái che trời bàn tay to, nhẹ nhàng ngăn cản trụ hắn công kích. Thậm chí, còn mang theo không gì sánh kịp cuồn cuộn chi uy, hướng tới bọn họ bao trùm mà đi. Đây là cái gì uy thế nha? Tại đây cổ uy thế dưới, chính hắn đều có chút trung bần bật. Có chút, cảm giác được chính mình nhỏ bé. Đây là cái gì công kích? Cái gì cảnh giới tồn tại phóng thích? Hắn không biết. Cũng không dám tưởng tượng, hắn cảm giác, chính mình này hết thảy, đều là ảo giác. Không tốt, bác phương chi chủ, đây là thứ gì? thiên nộp. Này có phải hay không hỗn độn bên trong nào đó quy tắc, có phải hay không hỗn độn dị động. Giờ khắc này, bác phương khu vực mặt khác một ngàn nhiều danh thiên nguyên tạo hóa cường giả, cũng có chút ngốc. Bác phương chi chủ ra tay, bọn họ liền không có ra tay, muốn nhìn bọn họ vĩ đại bác phương chi chủ, nhẹ nhàng đánh bại này tập kích bọn họ móng vuốt. Nhưng trước mắt một màn này, làm bọn hắn khó có thể tiếp thu. Bọn họ không thể tin được, đây là mặt khác cường giả có thể phóng thích công kích. Che trời long trảo, dần dần đưa bọn họ sở bao phủ bọn họ phục hồi tinh thần lại, muốn tiến hành phản kháng. Nhưng kia hỗn hỗn độn độn long trảo, giống như quy tắc thiên lao giống nhau, đưa bọn họ toàn bộ bao trùm. Bọn họ cảm giác trong thiên địa một mảnh xám xịt, dường như về tới lượng kiếp còn không có tồn tại hỗn độn. Lúc ấy hỗn độn, không có năng lượng, hấp thu không đến ngoại giới năng lượng. T, 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 T. Này này. Hỗn độn chi hà phía trước, nước lũ khu vực sở hữu cường giả các đệ tử nhìn trong hắc động một màn này, cũng là đầy mặt không thể tưởng tượng, không thể tin được trong hắc động bát phương khu vực sở hữu cường giả nhóm thanh âm bọn họ đều có thể đủ nghe được bọn họ nghe được bát phương chi chủ nói hắn nói chính mình đột phá tới rồi hỗn độn phía trên hỗn độn phía trên này lại là cỡ nào cường đại cảnh giới nhưng chính là như vậy cảnh giới tồn tại hơn nửa một ngàn nhiều danh bát phương khu vực thiên nguyên tạo hóa cường giả bị một cái bàn tay to sở bao phủ khi chém ra bàn tay to là đứng ở sân khấu thượng cái kia phong nhẹ vân đạm thân ảnh là vương lam giang vương nhân nhân bọn họ một đám người phụ thân một cái thần bí tồn tại, một cái không cách nào hình dung tồn tại. Chương 4597, Vô Địch một Hỗn độn trong hư không, một cái khủng bố đến cực điểm long trảo, bao trùm bát phương khu vực một ngàn nhiều danh thiên nguyên tạo hóa cường giả. Đối mặt này một cái khủng bố long trảo, bọn họ căn bản không có ngăn cản thực lực. Căn bản không có phản kháng thực lực. Ngay cả bọn họ vừa mới đột phá bát phương chi chủ, cũng ngăn cản không được. Vương tiên này nhất chiêu, kỳ thật có thể nói là hắn thi triển ra chính mình toàn bộ lực lượng cường đại thời gian chi lực bao gồm chính mình sở hữu lực lượng lúc này mới có thể làm được này một bước bất quá này một bước thực khủng bố thực đáng sợ này tương đương với một bàn tay trấn áp một cái khu vực chúng ta bị giam cầm ở bác phương chi chủ làm sao bây giờ chúng ta làm sao bây giờ ta cũng không biết cái này bàn tay to quá mức đáng sợ liền chung quanh hỗn độn không gian đều phong ấn ở cho dù là cường đại bảo vật cùng với chạy trốn chí bảo đều mất đi hiệu lực chúng ta đến tột cùng gặp cái gì nha? Này tuyệt đối không phải sinh linh có thể phóng xuất ra tới công kích, tuyệt đối không phải. Khủng bố đến cực điểm long trảo, hoàn toàn đem bát phương khu vực sở hữu cường giả bao phủ. Bọn họ tránh thoát, hoàn toàn tránh thoát không được. Bọn họ muốn đào tẩu, cũng căn bản đào tẩu không được. Dường như, long trảo bao phủ khu vực, đó là toàn bộ thế giới. Ở chỗ này, sở hữu quy tắc, sở hữu hết thảy, toàn bộ biến mất. Theo sát, bọn họ liền cảm giác được một cổ khủng bố hỗn độn chi lực, hướng tới bọn họ trong cơ thể dũng đi. Không tốt. Xong rồi, ta cảm giác chính mình gặp tới rồi hỗn độn ăn mòn, ta trên người năng lượng ở bắt đầu nhanh chóng giảm bớt. Ngăn cản không được, căn bản ngăn cản không được. Lúc này, bọn họ cảm ứng được thân hình bị ăn mòn, bọn họ cảm ứng được tự thân lực lượng ở nhanh chóng yếu bớt. Giờ khắc này, bọn họ sợ hãi đến cực điểm. Tuy rằng nói, bọn họ mỗi một người đều có thể sống lại. Nhưng loại này làm bọn hắn hít thở không thông tuyệt vọng, loại này liền đối thủ đều không có nhìn thấy tuyệt vọng, làm bọn hắn thân hình run rẩy. Mỗi người lực lượng đều bị áp chế 90% nhiều. Theo sát, bọn họ cảm ứng được, kia khủng bố đến cực điểm bàn tay to, mang theo bọn họ bắt đầu dời đi. Này lệnh bắt phương khu vực sở hữu cường giả nhóm, trong lòng trầm xuống. Mà ở hỗn độn chi hà phía trước, hôn lễ sân khấu phía trước, nước lũ khu vực sở hữu cường giả các đệ tử, hoàn toàn ngây dại. Chỉ tay phá vỡ một cái hắc động. Chỉ tay bao trùm toàn bộ bắt phương khu vực, bắt lấy bắt phương khu vực một ngàn nhiều danh thiên nguyên tạo hóa cường giả đây chính là bát phương khu vực nha. Một cái xâm lấn bọn họ cường đại thế lực. Một cái làm bọn hắn nước lũ khu vực ngăn cản 200 triệu nhiều năm, nhưng vẫn bại lui cường đại khu vực. Nhưng mà hiện tại, Vương Lam Giang Vương nhân nhân bọn họ cái này thần bí phụ thân, một bàn tay, đem bát phương khu vực sở hữu cường giả, toàn bộ bắt lại đây. Đối phương liền ngăn cản chi lực đều không có. Đây là kiểu gì sức mạnh to lớn? Đây là kiểu gì vô địch? Vũ trụ trung, như thế nào sẽ có như vậy cường đại tồn tại? Vương Lam Giang bọn họ một chúng, cũng là trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Bọn họ biết chính mình phụ thân rất mạnh, ở bọn họ kia một cái khu vực là vô địch tồn tại. Sở hữu cường giả sở hữu vũ trụ đều yêu cầu lấy lòng thần phục. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, bọn họ phụ thân, thế nhưng như thế chi cường, thế nhưng như thế khủng bố. Khủng bố bàn tay to từ trong hắc động lại đây, bên trong bắt lấy Bác Phương khu vực sở hữu cường giả. Bàn tay to bắt đầu co rút lại, dường như khống chế có trời đất khác. Bác Phương khu vực, từ hôm nay trở đi lập tức lăn ra nước lũ khu vực không được xâm lấn nước lũ khu vực người vi phạm hủy diệt vương tiên đem bác vương khu vực sở hữu cường giả trảo lại đây thông qua kia xám xịt bàn tay to bác vương khu vực cho nên cường giả nhóm cũng đều thấy rõ ràng bên ngoài bọn họ một đám dại ra nhìn kia tay cầm bọn họ thần bí cường giả nhìn chung quanh một đám nước lũ khu vực cường giả các đệ tử có chút hoảng hốt có chút không thể tin được bọn họ đến bây giờ cũng không dám tin tưởng bọn họ là bị một người cường giả trực tiếp trảo lại đây bọn họ tổng cộng chính là có một ngàn nhiều danh thiên nguyên tạo hóa cường giả nha. Nhưng mà từ xa xôi hỗn độn không gian bên trong, bị người trực tiếp dùng một con bàn tay to bắt lại đây. Đây là cái gì cảnh giới tồn tại? Đặc biệt là bác phương chi chủ, hắn vừa mới đột phá, đột phá đến hỗn độn phía trên. Hắn cho rằng chính mình vô địch. Cho rằng chính mình là trí cao vô thượng tồn tại. Kết quả, ở kia thần bí cường giả nơi đó, dường như một con có thể bị tùy tay bóp chết con kiến. Này làm hắn có chút không thể tin được nha. Vương Tiên mỉm cười nhìn về phía chính mình một chúng hài tử, ánh mắt dừng ở Vương Lam Giang trên người, này xem như cấp lão đại ngươi một cái kết hôn lễ vật, ngày sau nước lũ khu vực đem không chịu bác phương khu vực xâm lấn. Hắn trong miệng nói, kia cũng bố long trảo, hơi hơi nắm chặt. Ông ông ông. Một cổ nặng nề đến cực điểm năng lượng từ kia bàn tay to trung xuất hiện, ở vào bên trong bác phương khu vực cường giả nhóm, tất cả đều tử vong. Liền một cái câu nói đều không có nói ra. Phụ vương, ngươi. Ngươi lại là như vậy lợi hại vương lam giang cũng là đầy mặt chấn động nhìn hắn ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngài ra tay vương tiên cười cười ngươi thực lực tăng lên cũng không tồi còn có cái gì muốn lễ vật có thể nói nói phụ vương ta cũng không có gì muốn vương lam giang lắc lắc đầu khôi phục ký ức lúc sau hắn cũng biết chính mình cái gì cũng không thiếu cũng không cần bất luận cái gì đồ vật ân kia hảo vậy hôn lễ tiếp tục đi không cần bỏ lỡ ngày lành tháng tốt vương tiên cười đối bọn họ nói tốt phụ vương Vương Lam Giang cao hứng gật gật đầu. Còn lại một chúng hài tử cũng là phi thường vui vẻ. Hôn lễ tiếp tục, đại nhân các ngài bên này ngồi. Nước lũ khu vực ba gã hỗn độn cấp bậc cường giả một trừng túi nói, trên mặt tràn ngập cung kính thần sắc. Vừa rồi một màn, cho bọn hắn mang đến chấn động quá lớn quá lớn. Chỉ tay gian hủy diệt toàn bộ bác phương khu vực sở hữu cường giả. Đối phương muốn tiêu diệt bọn họ nước lũ khu vực, tự nhiên cũng là nhẹ nhàng. Bất quá giờ phút này, ba gã hỗn độn cấp bậc tồn tại đều phi thường hưng phấn cùng kích động. Vị đại nhân này con cái, Vương Lam Giang bọn họ ở bọn họ nước lũ khu vực rèn luyện 200 triệu nhiều năm. Đối bọn họ nước lũ khu vực có thâm hậu hữu nghị. Khi ngày sau bọn họ nước lũ khu vực, chẳng phải là có được một vị vô địch chỗ dựa. Đặc biệt là thượng chính hỗn độn cấp bậc cường giả, trên mặt càng là tràn đầy hưng phấn. Công tôn ảnh nhi chính là hắn hậu đại, hiện tại trở thành vị đại nhân này con dâu, ngày sau ai còn dám trêu chọc bọn họ thượng chính. Ngày sau, bọn họ thượng chính sẽ truyền thừa vĩnh cửu vĩnh cửu nước lũ khu vực tam đại cường giả thật cao hứng, còn lại cường giả nhóm, càng là hưng phấn kích động vô cùng. Càng đừng nói kia một chúng đệ tử nhóm. Hôn lễ, tiếp tục tiến hành. Giờ khắc này, mọi người trên mặt, quát ra càng thêm hưng phấn cùng vui vẻ thần sắc. Đặc biệt là, không bao lâu, bọn họ thu được tiền tuyến một ít cường giả đệ tử nơi đó truyền đến tin tức. Bọn họ được đến tin tức, bác phương khu vực sở hữu cường giả đệ tử, toàn bộ bắt đầu rút lui. Bọn họ chiếm cứ vũ trụ, cũng toàn bộ từ bỏ chương 4598, vô địch 2. Bác phương khu vực sở hữu cường giả đệ tử, đã từ chúng ta nước lũ khu vực các vũ trụ rút lui, thật tốt quá, quả thực thật tốt quá. Ha ha ha, chúng ta hòa bình nhật tử tiến đến. Có vương lam giang đại nhân bọn họ cha mẹ ở, bác phương khu vực sao có thể còn dám ở chúng ta nước lũ khu vực, vừa rồi kia một màn quả thực quá chấn động, ta thiên, một người trấn áp toàn bộ bác phương khu vực một ngàn nhiều danh thiên nguyên tạo hóa cường giả, này đến tục cùng là cái gì cảnh giới cường giả, mới có thể đủ làm được không biết khi bắc phương khu vực bắc phương chi chủ thực lực đã đột phá đến hỗn độn phía trên nhưng mà chính là như vậy tồn tại bị vị kia thần bí đại nhân chỉ tay trấn áp thật là đáng sợ quá cường như thế chi cường thực lực hoàn toàn là vô địch tồn tại nha vị kia thần bí đại nhân một người đều có thể đủ thoải mái mà tiêu diệt chúng ta toàn bộ nước lũ khu vực hôn lễ thực mau kết thúc bất quá nước lũ khu vực vui mừng nước lũ khu vực ăn mừng như cũ tại tiến hành sôi trào vô số cường giả các đệ tử đầy mặt hưng phấn mà nghị luận thật sự là hôm nay hết thảy, cho bọn hắn mang đến chấn động quá lớn. Ai đều không có nghĩ đến, tại đây mênh mang vô ngần hỗn độn bên trong, thế nhưng còn không có như thế cường đại tồn tại. Phụ vương, mẫu thân, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là tình nhi, bạn gái của ta. Hôn lễ hậu trường, người một nhà ngồi ở cùng nhau, lão mười vương thiên nhai đầy mặt mỉm cười lôi kéo một người nữ sinh, đối vương tiên bọn họ giới thiệu nói. Nữ sinh có chút khẩn trương câu thúc đứng ở một bên, cười hô, thúc thúc A-di nhóm hảo. Hảo hảo. Vương tiên bọn họ vừa lòng cười gật gật đầu, lần đầu gặp mặt, cũng không có gì hảo lễ vật, cho ngươi hai kiện trang sức đi. Hai kiện thiên nguyên tạo hóa chí bảo dừng ở nữ sinh trước người, lệnh tên kia nữ sinh chân tay lúng cúng vội vàng cảm tạ. Hắc hắc, không nghĩ tới lão mười ngươi gia hỏa này tại đây 200 triệu nhiều năm gian tìm một người bạn gái, thật là không nghĩ tới. Vương gia tiểu thất nhìn về phía chính mình đệ đệ, hơi hơi treo chọc nói. Thất tỷ, các ngươi cũng liền so với ta hơn phút, đại ca cũng liền so với ta sớm sinh ra vài phút, hiện tại đều kết hôn, ta này tìm được bạn gái không bình thường sao? không giống ngươi, như vậy bạo lực, không ai muốn. vương thiên nha nhìn về phía hắn, biểu môi, nói: ngươi tìm đánh, tiểu tử ngươi hiện tại thực lực không bằng ta, ngươi cho ta chờ, hừ hừ. tiểu thất sáng lên chính mình nắm tay, đầy mặt cảnh cáo thần sắc. vương thiên nha nhìn đến nàng này thần sắc, sắc mặt tối sầm. vương tiên Quang thư tình bọn họ một chúng đầy mặt mỉm cười nhìn một màn này. một chúng bọn nhỏ ký ức khôi phục lúc sau, như cũ cảm tình rất sâu. nha đầu bên trong tiểu thất tương đối nghịch ngợm, tấu ca ca đánh đệ đệ. Khi còn nhỏ thật đúng là không mấy cái có thể trị được hắn. Hiện tại như cũ tính cách tương đối hoạt bát. Phụ vương, chúng ta đợi lát nữa phải về chính nguyên vũ trụ sao? Một chúng tiểu gia hỏa ầm ỉ trong chốc lát, vương Lam Giang mở miệng hỏi. Trở về, có thể mang lên các ngươi ở chỗ này bằng hữu, ngày sau có thể đã thông chính nguyên vũ trụ đến nước lũ khu vực bên này truyền tống trận, đến lúc đó lui tới cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Vương Tiên hướng tới bọn họ nói. Ân ân, vậy là tốt rồi, lại nói tiếp ở nước lũ khu vực sinh sống 200 triệu nhiều năm, chúng ta đều đã có một loại thân thiết cảm, hơn nữa nước lũ khu vực rất nhiều địa phương, chúng ta đều còn không có chơi qua đâu. Một chúng tiểu gia hỏa nhóm gật đầu nói. Người một nhà ăn xong một bữa cơm, ở hỗn độn chi hà bên này ngay người mấy tháng lúc sau, Vương Tiên liền mang theo bọn họ về tới Long Cung Nội. Long Cung Nội, quy thừa tướng bọn họ trước tiên biết được một chúng tiểu gia hỏa nhóm đã đến, một đám ở Long Vương trong điện chờ đợi. Quy thừa tướng thúc thúc, Ngao Kiếm Thúc Thúc, Tề Thiên Thúc Thúc. Một chúng tiểu gia hỏa nhóm nhìn đến đã từng nhìn bọn họ lớn lên long cung quy thừa tướng Ngao Tề Thiên bọn họ một chúng thủ lĩnh, đầy mặt mỉm cười đi qua đi, cho bọn hắn một cái ôm. Ha ha, đã từng tiểu gia hỏa nhóm đã trưởng thành, đã thành nhân, nghe nói đại thái tử đều đã kết hôn. Quy thừa tướng bọn họ một chúng cũng là đầy mặt mỉm cười nói. Vài vị thúc thúc, ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Vương Lam Giang cười cười, lôi kéo công tôn ảnh nhi một đám đối bọn họ bắt đầu giới thiệu. Vương Tiên đứng ở một bên nhìn cũng là cảm giác được phi thường ấm áp. Bất tri bất giác, chính mình hài tử đều trưởng thành. Long cung một chúng cường giả các đệ tử, lại là vì một chúng thái tử các công chúa trở về ăn mừng vài thiên. Vương Lam Giang bọn họ một chúng, mang theo bọn họ ở nước lũ khu vực bằng hữu, ở chính nguyên vũ trụ bên này đi dạo. Vương Tiên ăn không ngồi rồi hấp thu nổi lên lúc này đây thu hoạch năng lượng cùng tài nguyên. Bác phương khu vực một ngàn nhiều danh thiên nguyên tạo hóa cường giả thi thể, đã bọn họ trữ vật không gian nội đại lượng bảo vật tài nguyên. Đặc biệt là, này trong đó còn có một khối lượng kiếp chi chủ cảnh giới thi thể. Ngoại giới trăm vạn năm, thời gian bên trong lĩnh vực 100 triệu năm, vương tiên đem này đó thi thể toàn bộ hấp thu, thực lực lại lần nữa được đến thật lớn tăng lên. Đạt tới có thể so với 85 cái hỗn độn cấp bậc tồn tại. Vương tiên cảm giác, hiện tại chính mình phất tay gian có thể hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Đúng vậy, tiêu diệt một cái vũ trụ, chính là như vậy cường đại cùng đáng sợ. Ở trăm vạn năm sau, chính nguyên vũ trụ cùng nước lũ khu vực hắc động truyền tống trận đã thông hoàn thành, có thể cực nhanh lui tới hai cái khu vực. Lại nói tiếp, chính nguyên vũ trụ bên này không bằng nước lũ khu vực bên kia phồn hoa. Bởi vì nước lũ khu vực nơi đó, có thể nói là đã thống nhất. Vương Tiên bọn họ nơi khu vực, còn có chính nghĩa liên minh cái này liên minh ở. Hắn chuẩn bị chỉnh đốn một chút, chế tạo một cái phồn hoa trung tâm khu vực. Ngày sau cho dù là lượng kiếp kết thúc, vô số cường giả các đệ tử, cũng có thể đi phồn hoa trung tâm khu vực nơi đó tu luyện. Vương Tiên trong tay có mấy khối hỗn độn chí bảo này hỗn độn chí bảo có thể ảnh hưởng một mảnh lĩnh vực, lệnh này một mảnh lĩnh vực trở thành một chỗ động thiên phúc địa. Hơn nữa cái này cấp bậc động thiên phúc địa là phi thường cường đại. Không phải vũ trụ nội động thiên phúc địa có thể so. Dứt khoát sửa ở chính nguyên vũ trụ, đem toàn bộ chính nguyên vũ trụ chế tạo thành một mảnh cường đại đến cực điểm động thiên phúc địa, có thể lệnh mặt khác vũ trụ cường giả đã đến, hình thành này một mảnh khu vực trung tâm. Vương Tiên trong lòng có điều quyết định, bất quá, hắn không có lập tức hành động, mà là đem mặt khác mấy cái đỉnh chủng tộc thiên nguyên tạo hóa cường giả nhóm kêu lại đây, quy hoạch một chút. Chính nguyên vũ trụ mặt khác đỉnh chủng tộc thiên nguyên tạo hóa cường giả nhóm, tự nhiên không có bất luận cái gì ý kiến, hết thảy lấy Long cung là chủ. Rốt cuộc, bọn họ có thể có hiện giờ hiện tại, cũng là dựa vào Long cung. Long Vương đem chính nguyên vũ trụ chế tạo thành một cái cường đại thánh địa, đối với bọn họ tới nói, cũng là một hồi tạo hóa cùng cơ duyên. Vậy bắt đầu cải tạo đi. Nhàn đến nhàm chán, đã ngộ không đến địch nhân vương tiên bắt đầu cải tạo nổi lên chính nguyên vũ trụ. Trong tay nguyên bản có 6 cái hỗn độn chí bảo, kim một thủy hỏa thổ lôi, cửu thiên thần bằng hấp thu một cái, còn thừa 5 cái. 5 cái đặt ở chính nguyên vũ trụ 5 cái khu vực, dần dần hình thành 5 cái dị thường cường đại cùng khủng bố thánh địa. Chương 4599, vô địch 3. Thời gian chậm rãi trôi đi, Vương Tiên ở chính nguyên vũ trụ nội tiến hành cải tạo. Có 5 kiện hỗn độn chí bảo ảnh hưởng, toàn bộ vũ trụ phát sinh khủng bố biến hóa hỗn động chí bảo hình thành một mảnh chí cao vô thượng động thiên phúc địa, các loại thuộc tính nồng hậu trình độ, đạt tới một cái không thể tưởng tượng nông nổi. Loại này cải tạo không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, yêu cầu ít nhất ngàn vạn năm, thậm chí thượng trăm triệu năm thời gian. Rốt cuộc, yêu cầu hỗn động chí bảo, trước ảnh hưởng một mảnh lĩnh vực. Mà ở vương tiên cải tạo chính nguyên vũ trụ thời điểm, long cung một chúng cường giả nhóm, chính nghĩa vũ trụ cường giả nhóm cũng đều ở triều xa hơn khu vực tiến hành thăm dò. Trước mắt chính nguyên vũ trụ này một mảnh khu vực, trên cơ bản đã không có gì bảo vật. Vô luận là khởi nguyên nơi, vẫn là mặt khác địa phương đều bị vô số cường giả nhóm thăm dò qua. Cho nên bọn họ yêu cầu hướng tới xa hơn khu vực thăm dò. Trên thực tế, sớm tại mấy trăm triệu năm trước, một chúng cường giả nhóm liền đã bắt đầu thăm dò. Vương Tiên tạm thời không có thăm dò mặt khác khu vực, mỗi ngày ngốc tại chính nguyên vũ trụ nội. Một ngàn vạn năm thời gian thực mau qua đi. Chính nguyên vũ trụ đã xảy ra rất lớn thay đổi, năm chỗ khu vực tản ra cường đại đến cực điểm năng lượng mà Long Cung cường giả nơi đó, cũng thăm dò tới rồi tân lĩnh vực. Long Vương, căn cứ Long Cung các đệ tử lời nói, từ khởi nguyên nơi một cái hắc động nơi đó, có thể trực tiếp đi vào một thác phiến phồng hoa khu vực, cái kia khu vực cụ thể có bao nhiêu cường, hay không có hỗn độn chí bảo tồn tại, còn không được biết. Quy thừa tướng hướng tới Vương Tiên hội báo nói. Ân, làm cho bọn họ trước thăm dò đi. Vương Tiên gật gật đầu, đối với cái này tân lĩnh vực, tạm thời không có bao lớn hứng thú. Khởi nguyên nơi nơi đó, có vô số hắc động, này đó hắc động đều thông hướng không biết khu vực. Trước kia thời điểm, khởi nguyên nơi bên này cường giả, là không dám mạo muội tiến vào đến hắc động nội. Bởi vì sợ hắc động một khác chỗ, cũng là như trước kia khởi nguyên nơi như vậy cường đại. Đi vào lúc sau, khoảng cách quá xa, sẽ hoàn toàn ngã xuống ở nơi đó. Trước cuộc, nếu là rời đi quá xa nói, cho dù là sống lại chí bảo đều không có dùng. Nhưng hiện giờ, một chúng long cung cường giả ở long cung để lại tinh huyết, lấy vương tiên thủ đoạn có thể sống lại bọn họ, cho nên bọn họ có thể nếm thử tiến vào đến hắc động bên trong. Mấy trăm triệu nhiều năm qua đi, bọn họ phát hiện một cái hắc động một bên khác, đó là một mảnh khu vực. Đến nỗi kia khu vực mạnh yếu, còn cần thăm dò. Bất quá, đương quy thừa tướng đem tin tức này nói cho Vương Tiên không có bao lâu lúc sau, quy thừa tướng lại đuổi lại đây. Long Vương, căn cứ chúng ta Long Cung Cường giả điều tra, kia một mảnh khu vực thực lực rất mạnh, thiên nguyên tạo hóa cường giả có 3-4 ngàn danh, trong đó nơi đó có hỗn độn phía trên tồn tại, nơi đó hỗn độn chí bảo, cũng đã bị luyện hóa. Quy thừa tướng hội báo nói, này một mảnh khu vực là một cái xâm lược tính cực cường khu vực, bọn họ hủy diệt chung quanh một cái khác khu vực, hiện tại đồng dạng đang tìm tìm mặt khác khu vực. Nha. Vương Tiên gật gật đầu, cùng với càng thêm thâm nhập thăm dò, hỗn độn phía trên cường giả cũng càng ngày càng nhiều, như vậy tới nói, kia một mảnh khu vực nội, ít nhất còn có một kiện hỗn độn chí bảo tồn tại. Đương nhiên, căn cứ thăm dò thời gian tới xem, kỳ thật cũng phi thường thiếu. Rốt cuộc, thăm dò mấy trăm triệu năm, mới có thể đủ tìm được một mảnh khu vực mới có thể đủ tại đây một mảnh khu vực đụng tới một cái là thật lượng kiếp chi chủ chi cảnh hẳn là ở vào tối cao cảnh giới đúng vậy long vương bọn họ xâm lấn chiếm cứ một khắc khu vực một khắc khu vực hỗn độn chí bảo cũng bị bọn họ đạt được huy thừa tướng nói cái gì thuộc tính biết không vương tiên mở miệng hỏi căn cứ long cung đệ tử truyền đến tin tức hẳn là quan thuộc tính huy thừa tướng mở miệng nói vương tiên gật gật đầu quan thuộc tính trước mắt trong tay hắn còn không có quan thuộc tính hỗn độn chí bảo. Hắn quyết định, tìm cái thời gian, đêm này quan thuộc tính hỗn độn chí bảo, lộng tới tay. Bất quá, đương vương tiên còn chưa chuẩn bị quá khứ thời điểm, ngàn vạn năm sau, quy thừa tướng bên kia truyền đến một cái lệnh vương tiên kinh ngạc tin tức. Long vương, ở 200 vạn năm trước, chúng ta long cung cường giả bị kia một mảnh khu vực cường giả phát hiện, hơn nữa gặp đến bọn họ tập kích, ở không lâu phía trước, chúng ta ở khởi nguyên nơi bên kia, phát hiện xa lạ thiên nguyên tạo hóa cường giả này cường giả là kia một mảnh khu vực cường giả bọn họ giống như ở điều tra chúng ta này một khu vực tình huống quy thừa tướng tiến đến hội báo nói nga thật đúng là ngoài ý muốn đem tin tức truyền cho chính nghĩa liên minh cùng với chúng ta long cung liên minh sở hữu cường giả đệ tử nói cho bọn họ chúng ta này một mảnh khu vực người mạnh nhất chỉ có có thể so với ba cái hỗn độn cấp bậc sức chiến đấu vương tiên hơi hơi nheo lại đôi mắt mở miệng phân phó nói là long vương quy thừa tướng lập tức đáp hiện giờ lấy chính nguyên vũ trụ địa vị lấy vương tiên thân phận địa vị một câu sở hữu cường giả nhất định phục tùng mà nói như vậy trừ phi là long cung liên minh cùng chính nghĩa liên minh cường giả chính miệng nói ra bọn họ này một mảnh khu vực có hỗn độn phía trên tồn tại nếu không mặt khác khu vực cường giả tới nơi này là điều tra không ra khi một mảnh khu vực sẽ không tới xâm lấn chúng ta đi quy thừa tướng rời đi trong miệng lẩm bẩm trên mặt lộ ra mỉm cười nếu tới xâm lấn bọn họ vậy có ý tứ quy thừa tướng đem tin tức truyền ra đi lúc sau chính nghĩa liên minh cùng long cung liên minh cường giả nhóm lập tức vân theo hơn nữa quy thừa tướng ở khởi nguyên nơi kia một cái có thể thông hướng kia một mảnh khu vực hắc động nơi đó phái không ve nhất tộc ở nơi đó tiến hành rồi giám thị theo thời gian càng ngày càng nhiều kia một mảnh khu vực cường giả thông qua hắc động đã đến hơn nữa vì phòng ngừa ngã xuống bọn họ ở khởi nguyên nơi phía dưới chế tạo một cái cường đại căn cứ căn cứ này là này một mảnh khu vực người mạnh nhất cũng chính là lượng kiếp chi chủ thân thủ chế tạo dùng để gửi một chúng cường giả sống lại chí bảo nếu như thật phát sinh ngoài ý muốn, có thể lập tức sống lại, sống lại lúc sau, có thể lập tức trở lại bọn họ kia một mảnh khu vực. Kia một mảnh gọi là Vuma ma khu vực đông đảo cường giả, ước chừng ở khởi nguyên nơi phía dưới bố trí mấy chục vạn năm thời gian. Rốt cuộc tại đây một ngày, Vuma ma khu vực ba nghìn nhiều danh thiên nguyên tạo hóa cường giả, toàn bộ đã đến. Bọn họ từ khởi nguyên nơi phía dưới bay ra tới, ánh mắt nhìn nhìn xa phía trước cùng với chung quanh hư không. Ha ha ha, không nghĩ tới một cái nhỏ yếu khu vực, thế nhưng thăm dò tới rồi chúng ta nơi đó khu vực này không tồi, có một cái hắc động có thể trực tiếp truyền tống lại đây. ngày sau sẽ trở thành chúng ta vua ma vũ trụ một cái cứ điểm. càng tốt thăm dò mặt khác khu vực. căn cứ điều tra, này một mảnh khu vực thiên nguyên tạo hóa cường giả, bất quá một ngàn nhiều danh hỗn độn cấp bậc tồn tại càng là thiếu đáng thương. đem chi chiếm cứ, có thể đạt được đại lượng tài nguyên bảo vật, thật là thiên trợ chúng ta vua ma khu vực chiếm cứ nơi này, chúng ta đem càng thêm cường đại. lúc này, vua ma khu vực ba nghìn nhiều danh thiên nguyên tạo hóa cường giả nhóm, một đám trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng nóng cháy một khi chiếm cứ một mảnh khu vực, bọn họ đem có thể đạt được một đám vũ trụ, này đó vũ trụ, sẽ trở thành bọn họ lãnh địa. Chương 4600, Vô địch 4 Long Vương, căn cứ không ve nhất tộc truyền đến tin tức, khởi nguyên nơi phía dưới, tụ tập vua ma khu vực 3.000 nhiều danh thiên nguyên tạo hóa cường giả, bọn họ đã chuẩn bị muốn xâm lấn chúng ta này một mảnh khu vực. Long Vương, chính nghĩa liên minh nơi đó cũng được đến tin tức, hiện tại chính nghĩa liên minh minh chủ bọn họ phát tới tin tức, muốn hay không chúng ta tiến hành ứng chiến, không thể đủ làm cho bọn họ tiến vào đến chúng ta này một mảnh khu vực nội. Long cung Liên Minh cường giả nhóm cũng đã trở về, toàn bộ tụ tập ở khởi nguyên nơi phía trên Liên Minh căn cứ nơi đó. Đường Vuma khu vực một chúng cường giả nhóm đã đến lúc sau, quy thừa tướng bọn họ lập tức được đến tin tức. Rốt cuộc, Vuma khu vực cố ý tiến công bọn họ nơi khu vực, bọn họ trước tiên mấy trăm vạn năm liền đã biết. Mặt khác, khởi nguyên nơi nơi đó là bọn họ địa bàn, là bọn họ lĩnh vực. Tuy rằng Vuma khu vực thực lực rất mạnh, nhưng rốt cuộc long cung liên minh cùng chính nghĩa liên minh thực lực cho dù là vương tiên không ra tay dưới tình huống cũng không yếu rốt cuộc long cung còn có cửu thiên thần bằng ở không cần chính nghĩa liên minh cùng long cung liên minh mặt khác cường giả ra tay chúng ta long cung cường giả qua đi là được vương tiên được đến quy thừa tướng tin tức đầy mặt mỉm cười mở miệng nói vừa lúc cũng cho chúng ta long cung các đệ tử luyện luyện tập là long vương quy thừa tướng bọn họ lập tức đáp đem một chúng tiểu gia hỏa đều kêu lên tới Vương Tiên lại bổ sung một câu. Là. Quy thừa tướng gật đầu. Vừa lúc, lấy này vu ma khu vực cường giả nhóm tới luyện luyện tập. Vương Tiên trong miệng lẩm bẩm, hiện giờ, Long Cung thiên nguyên tạo hóa chi cảnh đệ tử số lượng, đã đạt tới 900 danh. Hiện giờ Long Cung, tài nguyên quá phong phú, đột phá lên tự nhiên phi thường dễ dàng. Trăm tên hỗn độn kim loại sinh mệnh, đều đạt tới thiên nguyên tạo hóa chi cảnh. Nhưng hỗn độn chi cảnh cường giả, trước mắt trừ bỏ quan thư tình Lam Thanh Nguyệt bọn họ một chúng, không ve nhất tộc thủ lĩnh ngoại, chỉ có ma sát một người đạt tới. Này số lượng cũng không tính thiếu, đặc biệt là Lam Thanh Nguyệt đột phá sau, Tiểu Lam Tiểu Bạch cùng Tiểu Trạch cũng thực mau được đến phụng dưỡng ngược lại, đột phá đến hỗn độn chi cảnh, Long cung hỗn độn cường giả, 18 danh. Lúc này đây xâm lấn bọn họ vu ma khu vực, hỗn độn cấp bậc tồn tại, cũng bất quá chỉ có 13 danh thôi. Phụ vương, kêu chúng ta lại đây có chuyện gì? Không bao lâu, 13 danh long tử long nữ đuổi lại đây, đầy mặt mỉm cười hỏi đã trải qua 200 triệu nhiều năm mài dũa, hiện tại bọn họ trở về Long cung lúc sau, lại bắt đầu du lịch thả lỏng. Mang theo nước lũ khu vực các bằng hữu, ở các vũ trụ đi dạo, du ngoạn, nhàn nhã tự tại. Thu được tin tức lúc sau, bọn họ lập tức đuổi lại đây, đồng thời, bọn họ một ít bằng hữu cũng theo lại đây. Có một cái mài dũa cơ hội, mang các ngươi qua đi." Vương Tiên đối bọn họ nói. "A, à, phụ vương, không phải đâu, chúng ta vừa mới rèn luyện 200 triệu nhiều năm, còn muốn rèn luyện sao?" tiểu thất sắc mặt nháy mắt suy sụp xuống dưới, đầy mặt quỷ khuất nói. Ha ha, yên tâm, không phải đem các ngươi ném đến mặt khác khu vực. Vương tiên cười lắc lắc đầu. Bái kiến Long Vương. Long Vương, nghe nói có khu vực xâm lấn chúng ta này một mảnh khu vực. Ha ha ha. Khi vu ma khu vực, thật sự tới, khạch khạch khạch, có ý tứ. Lúc này, ma sát ngao tề thiên bọn họ một chúng Long cung thiên nguyên tạo hóa cường giả nhóm, toàn bộ đã đến, đầy mặt mỉm cười nói. Ân. Ừ có người muốn xâm lấn chúng ta này một mảnh khu vực. 13 danh long tử long nữ nhóm cũng là hơi hơi sửng sốt, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bọn họ phụ vương thực lực, đã chứng kiến. Chỉ tay gian tiêu diệt một ngàn nhiều danh thiên nguyên tạo hóa cường giả, trong đó còn có một người hỗn độn phía trên tồn tại. Hiện tại thế nhưng có khu vực đuổi xâm lấn bọn họ. Phụ vương, xâm lấn chúng ta này một mảnh khu vực thế lực cường sao. Vương Lam Giang nhịn không được mở miệng hỏi. Còn có thể, có được ba nghìn nhiều danh thiên nguyên tạo hóa cường giả, một người lượng kiếp chi chủ, 13 danh hỗn độn chi cảnh, vừa vặn, Long cung đệ tử đã thật lâu không có chiến đấu, cho nên cho các ngươi tới tôi luyện tôi luyện. Vương Tiên cười trả lời nói. Long Vương, ta có thể ra tay sao? Ta sau khi đột phá còn không có cùng cùng cấp bậc cường giả đối kháng quá đâu. Cửu thiên thần bằng thỉnh mệnh nói. Có thể, bất quá ngươi đột phá không có bao lâu, đại khái xuất không phải là đối phương đối thủ, nhưng mài dũ một chút cũng hảo. Vương tiên gật gật đầu, đến các ngươi một người chọn lựa một cái đối thủ, tiến hành sinh tử gian quyết đấu, ta sẽ không can thiệp các ngươi, ngã xuống nói liền sống lại, hảo hảo nghĩ lại cùng tu luyện. Là Long Vương. Long cung một chúng cường giả nhóm lập tức đáp. Trên thực tế, Long cung một chúng cường giả cũng minh bạch, cùng cấp bậc đối kháng bị giết là phi thường khó khăn, trừ phi nói ai đều không trốn, trực tiếp tử chiến. Mà bọn họ cũng minh bạch Long Vương ý tứ, chính là làm cho bọn họ tiến hành tử chiến. Chỉ có tại đây loại đại chiến bên trong, mới có thể đủ càng mau lột xác. Người đều đến đông đủ, chúng ta xuất phát đi. Vương Tiên nhìn về phía quan thư tình các nàng một chúng đã đến, mở miệng nói. Là Long Vương. Một chúng Long Cung cường giả nhóm lập tức đáp. Công tôn ảnh nhi bọn họ hơn 30 danh tới ở chỗ nước lũ khu vực cường giả nhóm, nhìn một màn này, nghe phía trước Long Vương nói, thần sắc có chút hoảng hốt. Một cái khu vực, 3.000 nhiều danh thiên nguyên tạo hóa cường giả, một vị lượng kiếp chi chủ, 13 danh hỗn độn chi cảnh tồn tại, cái này khủng bố thế lực, ngoài ý muốn xâm lấn đến bọn họ này một mảnh khu vực. Kết quả Long Vương dẫn bọn hắn qua đi, mài dũa long cung cường giả nhóm. Gần là một cái mài dũa. Lấy 3.000 nhiều danh thiên nguyên tạo hóa cường giả tiến hành mài dũa. Cho dù là bọn họ chứng kiến long vương cường đại, giờ phút này cũng có chút hoảng hốt. Một cổ năng lượng bao phủ bọn họ, theo sát bọn họ thần sắc hoảng hốt. Ngay sau đó, bọn họ đã đi tới long cung liên minh căn cứ chỗ. Giờ phút này long cung liên minh nơi này, tụ tập đại lượng cường giả. Liền chính nghĩa liên minh minh chủ bọn họ, đều đã đã đến chính nghĩa liên minh minh chủ bọn họ biết Long Vương thực lực rất mạnh, là hỗn độn phía trên tồn tại. Nhưng là bọn họ cũng biết, xâm lấn bọn họ vu ma khu vực, đồng dạng thực lực cường đáng sợ. Có được 3.000 nhiều danh thiên nguyên tạo hóa cường giả, thậm chí có cùng Long Vương cùng cảnh giới tồn tại. Cho nên, lúc này bọn họ, cũng có chút khẩn trương. Nhìn đến Long Vương đã đến, nhìn đến Long Cung cường giả nhóm đã đến, lập tức đón đi lên. Long Vương đại nhân, vu ma khu vực cường giả nhóm đã đã đến, thực lực của bọn họ rất mạnh, Chúng ta muốn như thế nào ứng đối? Chính Nghĩa Liên Minh Minh chủ mở miệng hỏi. Giao cho chúng ta Long cung là được, các ngươi không cần lo lắng. Vương Tiên nhìn về phía bọn họ, gần sóng mở miệng nói. Này. Chính Nghĩa Liên Minh Minh chủ bọn họ thần sắc một ngốc, Long Vương đại nhân, thực lực của đối phương phi thường đáng sợ. Ha ha, chư vị, lúc này đây chúng ta Long Vương chuẩn bị lấy bọn họ mài dũa chúng ta Long cung đệ tử, chư vị liền không cần lo lắng, xâm lấn địch nhân chúng ta sẽ tiêu diệt. Quy thừa tướng ở một bên, cũng là cười nói đi thôi vương tiên nhìn về phía một chúng đệ tử cánh tay lại lần nữa vung lên bọn họ thân ảnh biến mất không thấy phía trước chính nghĩa liên minh cùng long cung liên minh các thành viên có chút hai mặt nhìn nhau